Chào toàn thể quý anh em. Hôm nay Thái Audio giới thiệu tới anh em Boss 301AV. Đây là dòng loa treo tường cao cấp nhất của Boss với mức giá ở bên mình ấy, là 12 triệu 500 ngàn. Sản phẩm này đa năng lắm. Anh em có thể dùng để xem phim, nghe nhạc, hát karaoke cho cái phòng vừa thôi. Rất là hay. Đây là tấm lưới mặt trước của nó anh em. Đẹp lắm. Chưa hề có một cái hiện tượng sờn rách hay là cái lỗ nào ha. Nó giống như mới luôn anh em. Chữ Boss rất là to ở đây. Đây chúng ta có một cái đường chỉ màu đỏ tạo cái điểm nhấn cho cái màu đen. Rất là đẹp ha. Chỉ một cái chi tiết đỏ nhỏ ấy thôi, nhưng mà mình nhìn cái đôi loa nó duyên dáng hẳn đúng không? Siêu đẹp luôn. Đôi loa này thì về bên mình trong tình trạng đẹp xuất sắc. Chú đổi tháo giùm anh cái lưới ra cho mọi người xem. Tuyến loa thì cực kỳ đẹp luôn. Dòng Boss 301AV này có những thời điểm nó lên tới 15-16 triệu á. Gần nay nó hạ nhiệt rồi. Anh em mua với mức giá bữa nay là rất hợp lý rồi anh em ha. Dòng này dùng nghe nhạc, xem phim, karaoke rất là hay. Phòng lớn thì mình thêm súp, nó sẽ đầy ha. Đây, quả bát 20 phân huyền thoại của Boss Mỹ. Siêu đẹp, siêu mới luôn. Cặp loa này giá trị, nó mới lắm, phải mới bình thường. Cái chép anh em có thể quan sát này. Đẹp đến như này cơ mà. Nhờ. Đôi loa này mình rất là hài lòng với chất lượng, độ đẹp. Quá đẹp anh em ơi. Tháo luôn đi em, tháo luôn. Dòng này nếu anh em chơi phòng lớn thì thêm quả súp 30-40 gì đó. Tùy theo cái phòng của mình rộng bao nhiêu. Còn cái tiếng hát trên cái dòng Boss này thì cực kỳ hay rồi. Tuyến loa siêu đẹp. Chứ còn lại anh em này. Cái này thì Thái Audio có thể bao đẹp toàn tập cho anh em ha. Đẹp xuất sắc luôn. Đôi loa này được một cái là ngon, trùng CD luôn. Mình về trùng CD luôn. 49543. Ở đây cũng vậy ha, 49543. Siêu đẹp. Cái dòng 301AV này họ bo cạnh. Nhìn nó mềm mại. Nó là một trong những cái dòng treo tường mà mình cảm thấy ưng ý nhất cho cái thiết kế của dòng loại Boss. Cái góc được bo nhẹ nhẹ, rất là mềm mại và đẹp luôn. Đó. Rồi, thì đôi loa này hiện tại có giá ở bên Thái Audio là 12 triệu 500 ngàn. Anh em có nhu cầu thì alo nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.